Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay lại mời mọi người, thời tiết đẹp quá, mời mọi người ngắm cái tác phẩm hoa giấy mình đang làm đây nhé. Cây hoa giấy này vừa rồi mình mới cắt lần thứ nhất. Sau khi lên chậu, bắt đầu mình nuôi tay được một năm thì bắt đầu mình mới cắt lần thứ nhất. Cắt xong rồi cứ tưởng là để nó ra mầm, nó nuôi tay, để nuôi tay tiếp, nhưng mà hóa ra bây giờ nó bật bung hoa các bạn ạ. Hoa đang nhiều lắm, dày hết hoa luôn. Đấy, chuẩn bị chắc là khoảng nửa tháng nữa là hoa sẽ kín, một tháng nữa, 2 tháng nữa mới Tết thì khả năng là hết hoa thì Tết. Kể mà nó ra được đúng trước Tết tầm này thì đẹp quá. Khoảng nửa tháng nữa mới đến Tết thì hoa này thì chơi đúng Tết luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn form cây nhá. Form cây và mình, cái bông ngọn của nó mình đang làm rất là đẹp. Đó, quay sát lại để cho các bạn xem hoa nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy nụ nhiều chưa? Đấy, nụ á. Hầu như là đầu cành nào cũng có nụ luôn. Rất là nhiều. Sắp kín hoa rồi.
Cảm ơn mọi người đã xem video về cây hoa giấy của mình nhé. Mọi người nếu yêu thích video của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Có cái cách làm nào hay về hoa giấy thì chia sẻ, comment chia sẻ bên dưới để cùng học hỏi để làm cho những cái tác phẩm hoa giấy cho nó đẹp. Mình xin cảm ơn và xin chào các bạn.